Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục mang đến cho các bạn video clip cập nhật lại giá mới nhất dòng xe Yamaha Yutafin và quay lại chi tiết cái phiên bản màu bạc yên nâu này. Đây là phiên bản cao cấp. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trong kho xe của cửa hàng Mai Duyên nha. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Trở lại với xe này thì giá xe mình luôn luôn cam kết chính xác, đúng thời điểm và đã có sẵn VAT. Giá cho phiên bản mà yên đen á là 27.9, tức là 27.9 ha. Và phiên bản mà màu yên nâu này thì sẽ là 28.4, tức là 28.400.000. Còn đây á, là phiên bản màu bạc yên nâu. Cả hai nó đều có trang bị là phanh UBS như thế này. Nhưng mà chỉ khác nhau ở chỗ là yên nâu thôi. Yên nâu và yếm nâu. Thì tùy thôi, các bạn muốn mua màu nào thì mình cứ lựa chọn cái màu đó. Mình sẽ mang lại cho các bạn một vài thông số xe đi ha. Ví dụ như là trọng lượng xe là 100kg thôi. Như Yamaha nói là trọng lượng ướt luôn á ha. Còn về khoảng cách với hai trục bánh xe là 1235mm. Đây, từ trục bánh trước kéo dài đến trục bánh sau. Thì cái vỏ xe này á là vỏ có ruột nha các bạn. Vỏ có ruột 70-90 và 80-90 lần lượt cho phía trước và phía sau. Vành là 17 inch nha. Vỏ có ruột tức là lớp có xăm. Tiếp tục với trọng lượng xe thì là 100kg rồi. Còn về chiều cao yên á, là 775mm thôi. Con số này rất là tốt. Có bằng cao 1m6 thôi là đi thoải mái rồi ha. Về cái chiều cao gầm xe, tức là cái khoảng sáng gầm á, là 155mm rất là tốt. Tương đối cao đó các bạn. Và kích thước xe dài rộng cao sẽ là 1940, 705 và 1095mm. Động cơ là 115 phân khối, cho công suất là gần 9 mã lực. Chính xác là 113.7cm khối đó các bạn. Nhưng mình nói gọn là 115 đi ha. Đường kính và chiều bê tông là 50 nhân cho 57.9. Hộp số là 4 cấp số nha. Tỷ số nén là 9.3 chia 1. Moment cực đại là 9.2 Nm tại 5.500 vòng trên 1 phút. Dung tích nhớt máy là 1 lít. Bình xăng là 4 lít. Và mức tiêu thụ nhiên liệu do chính Yamaha công bố là 1.64 lít cho 100 cây số nha. Rồi, nói chung thì đó là một vài thông số của xe thôi. Các bạn cũng đã rất quen thuộc rồi. Quan trọng là mình sẽ quay chi tiết cái màu này cho các bạn xem nha và thưởng thức. Với thiết kế xe thì từ khi nó ra mắt, mình rất là ưng với Yamaha về thiết kế xe này. Các bạn nhìn tôi nhìn xuống nè. Thiết kế như vậy thì thực sự là với mình là hoàn toàn ưng ý luôn. Từ phía trên này, cụm đồng hồ, rồi nó chạy dài xuống tới dưới luôn. Nhìn từ phía sau, khi mà các bạn ngồi lái hàng ngày á, mình lái nó hàng ngày thì mình sẽ tiếp xúc với cái gì đầu tiên? Chỗ này. Mà cái chỗ này thì Yamaha thiết kế rất là đẹp. Thực sự là mình rất ưng luôn ha. Cái này thì nó vẫn còn dán, cái này thì các bạn qua đây nhìn. Đây. Thực sự là cụm đồng hồ này nó rất là đẹp. Mình thích ngay từ cái đầu tiên. Các bạn nhìn nè, nó chia khu vực ra. Và những cái lần nổi gờ lên thế này á, nó giúp cho chúng ta tạo cảm giác như 3D vậy. Nhìn nó không có bị đơn giản, nó không có bị nhạt ha. Đây. Đó. Đó là cụm đồng hồ mình phải khen liền. Thiết kế vậy là ok rồi, nó không cần phải quá cầu kỳ sắc sảo gì đâu. Và bố trí những con số này cũng ok lắm, 1 2 3 4 này ha. Rồi, code pha các bác nhìn nè. Ok rồi. Xi nhan, còi. Và Yamaha cũng đã loại bỏ công tắc đèn, giống như là Honda Việt Nam đã làm, bỏ dần dần. Mà bây giờ còn được trang bị thêm một cái cốp phía trước để vừa một chai nước đó các bạn, tiện lợi lắm. Mới yên trên này luôn. Đây. Chúng ta sẽ có mới yên trên này. Rồi có khóa từ luôn. Đây là bộ đôi chìa khóa của Yamaha. Khóa từ nè. Tiện không? Và nếu các bạn muốn mở á, thì mình sẽ quay cái phần đuôi này lại ha. Mình mở. Này. Các bạn nhớ là phải để ngay khớp mới được nha. Nè. Ha. Nó có cái chân đó các bạn. Tại vì nó vướng cái chìa này nè. Nó vướng cái chìa này. Đó. Rất là đơn giản luôn. Rồi mình mở yên nó luôn rồi ha. Nó tiếp theo là mình sẽ khởi động cái đồng hồ này. Bây giờ xe chưa câu bình nha. Mình khám phá cái yên này đi. Thì xe sẽ có một cái cốp. Cốp này để vừa một nón bảo hiểm nửa đầu.
Đó. Đây là gương và sách hướng dẫn sử dụng xe nè. Bình xăng nè, chỗ này. Có khay chống tràn ở đây ha. Tay nắm nè, đầy đặn. Thì xe Yamaha thiết kế theo ngôn ngữ thiết kế là nó tròn, đầy đặn. Với phần đèn hậu nè. Và mình cũng cực thích cái phần đèn hậu này luôn. Nó đẹp quá các bạn, nhìn nè. Đó. Nhìn thẳng góc thế này là nó cực đẹp luôn á. Rất là mềm mại ha. Mặc dù là nó vuông vắn nè, nhưng mà thực sự mà nói thiết kế này nó rất là mềm mại. Và cái phần đèn xi nhan nó sẽ ôm trọn lấy cái phần đèn hậu này. Đó. Mà cái chỗ này thì màu đỏ, hai bên này là màu vàng ha. Nó vẫn phân chia rõ ràng cái phần đèn xi nhan và đèn lái phía sau. Rồi cái phần đuôi nè, nó sẽ chồm xuống đây một chút. Về trắng buồn sao cùng với bách biển số, phía sau chúng ta còn có một cây bô. Phần đó là phần nhựa đó các bạn. Nó sẽ tích hợp giữa hai miếng nhựa đen và nhựa sơn bạc, giống như phần thân xe trên này. Và phía trên này chúng ta sẽ có thêm chữ Jupiter là tem 3D nha. Đó, Jupiter Fin. Đây, chữ Fin phía sau nè. Phần này là tem dán. Động cơ được sơn màu xám. Và bên này là cần số của xe. Gắp bọc sơn cũng là sơn màu xám luôn đó các bạn. Phuộc là sơn đen ha. Cắt chân nè. Yên nâu, yếm nâu. Thắng đĩa phía trước và thắng đùm phía sau. Thanh UBS. Thanh UBS này tức là khi các bạn đạp thắng sau nè, thì đồng thời thắng trước nó cũng sẽ được ăn luôn nha các bạn. Nè. Đây. Ha. Rất rõ ràng ha. Đây, thắng đĩa phía trước. Và đây là cụm động cơ 115 phân khối. Bên mình sẽ có ship xe toàn quốc nha các bạn. Với phí ship là miễn phí hoàn toàn nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A ha. Đây là cụm đèn mũi với bóng đèn halogen. Thiết kế cũng rất là ok. Mặt nạ này. Với hai ốc phía trước này á, thì nó sẽ giúp mặt nạ này cứng vững hơn. Từ Sóc Trăng này mà ship về Cà Mau và ship ngược lên thành phố Hồ Chí Minh á, là miễn phí hoàn toàn. Còn nếu ship tới Hà Nội thì phí ship sẽ là 500 ngàn thôi các bạn. Là trên tuyến quốc lộ 1A nha. Còn nếu mà mua trả góp thì bên mình sẽ hỗ trợ dòng này. Và cũng như tất cả các dòng xe máy ở đây đều có hỗ trợ trả góp hết. Mình trả trước tầm khoảng 5 triệu đi các bạn. Cái này thì các bạn cứ vui lòng liên hệ với nhân viên nha. Để tư vấn chi tiết hơn. Tư vấn luôn về ship xe và trả góp cho nó dễ. Đây, một lần nữa các bạn nhìn từ trên nhìn xuống nè. Thiết kế rất là ưng cái bụng của mình. Đẹp. Đó, nhìn nè. Những cái lằn dập nổi này sẽ giúp cho xe nó vững hơn, mạnh hơn ha. Những cái đường gân dập nổi đó các bạn. Và đây là những màu sắc còn lại. Bên mình có đủ màu nha, nhưng mà do chỗ trưng bày có giới hạn cho nên chỉ để một vài xe ở đây thôi. Chiếc đỏ ở trong khách cọc rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.